Tôi là Evan Gregory, thành viên của The Gregory Brothers. Và chúng tôi có một kênh YouTube tên là Mojo Tôi nghĩ kênh của chúng tôi hoạt động hiệu quả vì mọi người yêu âm nhạc, thích khiếu hài hước của chúng tôi và nội dung của chúng tôi tạo có điều gì đó mới mẻ. Nếu chúng tôi chọc nhau cười, người xem sẽ thích điều đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là người sáng tạo phải phát triển nội dung của họ. Bạn có thể rất thành công trong một năm, hai năm, thậm chí là ba năm trên YouTube khi chỉ tạo một kiểu nội dung và làm tốt việc đó. Nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy mệt mỏi hoặc người hâm mộ sẽ thấy chán. Bạn lúc nào cũng phải nghĩ đến nội dung tiếp theo. Ngay cả khi bạn quyết định không tạo nội dung đó. Nhưng cứ nghĩ đến nội dung đó có thể là gì. Vậy khi nào là phù hợp để thay đổi? Chúng tôi đã thực hiện việc này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau trong nhiều năm. Chúng tôi xem xét các chỉ số ở mức độ nào đó. Nói chung, không phải ngày nào hoặc tuần nào chúng tôi cũng theo dõi các chỉ số. Như một số kênh YouTube khác. Tôi nghĩ đôi lúc, điều đó có thể khiến một kênh lặp lại một nội dung quá nhiều lần. Kiểu như chúng ta biết người hâm mộ thích nội dung này. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ tạo nội dung này hết lần này đến lần khác. Chúng tôi theo dõi khá sát sao các số liệu về màn hình kết thúc. Chúng tôi nhận thấy mọi người có nhiều khả năng nhấp vào và xem video khác hơn. Nếu chúng tôi giới thiệu phần hấp dẫn nhất của video mới đó, thay vì phát huy bầu không khí vui vẻ của video mà họ vừa xem, chúng tôi thật sự chú trọng đến càng trôn trong năm qua, tức là tỷ lệ nhất của bạn. Đối với một số video nhất định nhưng cũng bao gồm một loạt video. Tôi nghĩ điều quan trọng là đôi lúc bạn cần suy ngẫm. Vì sao mình quan tâm đến việc đạt 100.000 lượt xem thay vì 300.000? Bạn phải hài lòng ở mức độ nào đó về khả năng sáng tạo của riêng mình, chứ không chỉ về các lượt thích bên ngoài, các nhận xét bên ngoài. Ngoài ra hãy xem xét tất cả các nhận xét như một danh sách hay tập dữ liệu gần giống như các số liệu phân tích. Điều đó có thể cho bạn biết video mới có hoạt động hiệu quả hay không với chúng tôi, đó luôn là sự cân bằng giữa người xem đang đề nghị hoặc đề xuất nội dung gì và chúng ta muốn tạo nội dung nào, có phải là lĩnh vực mới hoặc loại video mới không. Việc tạo nên sự cân bằng và cố gắng làm cả hai việc. Thực sự góp phần giúp chúng tôi tồn tại lâu dài trong nhiều năm. Mỗi năm một lần, chúng tôi sẽ ngồi lại và trao đổi với nhau, chúng ta muốn tập trung vào nội dung nào trong năm tới. Đó là buổi thảo luận vừa mang tính sáng tạo vừa mang tính chất công việc. Nếu không sáng tạo đúng cách, thành công sẽ không đến với bạn bạn muốn tìm điều gì đó mà mình thích làm và không khiến mình thấy chán ghét khi phải làm hết tuần này đến tuần khác nội dung đó sẽ mang dấu ấn của riêng bạn để khi mọi người quay lại xem họ sẽ không ngạc nhiên rằng bạn đã tạo chủ đề quá mới lạ mà bạn chỉ mang đến cho họ nội dung vui vẻ quen thuộc vốn có mà họ muốn xem trên kênh của bạn có hàng tỷ video trên youtube để lựa chọn có hàng triệu người sáng tạo tuyệt vời khác mà mọi người có thể khám phá nhưng bạn cần hiểu rằng phát triển và thụt lùi là điều hoàn toàn tự nhiên bạn sẽ có những người hâm mộ luôn sát cánh bên mình. Và nếu bạn có thể tạo lại nội dung mà họ yêu thích ở bạn, thì bạn sẽ lại thấy chu kỳ phát triển. Bạn sẽ lại đạt được thành công. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.